Trái đất của chúng ta vốn khoác lên mình màu xanh của sự sống, là môi trường sống tuyệt vời của mọi sinh vật. Nhưng hiện tại thì sao? Ô nhiễm môi trường nặng nề từ khí thải, chất thải sinh ra từ nhà máy và các khu công nghiệp. Điển hình là bụi nhựa, hạt vi nhựa sinh ra từ quá trình sản xuất và xử lý vật dụng làm từ nhựa. Bụi nhựa được sinh ra từ các quá trình sản xuất, từ khí thải trong nhà máy. Nếu không có biện pháp xử lý, chúng phát tán ra môi trường xung quanh và gây nên những tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe người lao động và hệ sinh thái xung quanh. Phương Linh đã nghiên cứu và cho ra dòng sản phẩm hệ thống hút lọc bụi Catrice CDFPL với hiệu suất lọc bụi lên tới 98% đối với loại bụi kích thước 0,3 micron, rất thích hợp để xử lý bụi nhựa. Sau thành công của dự án xử lý bụi nhựa Hải Phòng được khách hàng tin tưởng, Phương Linh tiếp tục bàn giao dự án tương tự và mở rộng tại tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Cảm ơn quý khách hàng, quý đối tác đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Phương Linh. Hãy liên hệ ngay tới Phương Linh để được tư vấn thiết kế hệ thống xử lý, thu hồi bụi nhựa, hiệu năng cao với giá thành hợp lý nhất. Phương Linh, vì một Việt Nam xanh.